Bác Loan là biết bọn cháu là bên trên YouTube đúng không nhỉ? Trên bác xem bọn cháu lâu chưa nhỉ? Xem cũng phải được đến năm đây rồi đấy. À, mà cũng xem nhiều hát lắm nghiên rồi. Thế hôm nay cháu đem bộ này về bác thấy ưng ý chưa? Hay là còn chỗ nào mà chưa ưng ý để bảo cháu cho chỉnh sửa thôi? Dạ. Cái mong muốn của mình rồi. Dạ. Thế anh em công ty Hoàng Long này xin chân thành cảm ơn hai bác nhé. Chúc hai bác sức khỏe, hát hay nhá. Công ty làm ăn gặp nhiều may mắn nhá. Dạ. Con cháu anh em đỏ. Dạ vâng ạ, khác có ạ. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn hai bác rất nhiều. Mình xem con Hoàng Long này rồi thì dạ. Rất nhiều những khách hàng nữa. Vâng. Thì mình thấy là những thông tin của khách hàng đều là những thông tin để bán cửa đi thì PM. Vâng. Rất hợp lý. Vâng. 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 Thế là rất tốt. Đây đúng ngõ 29 Quế Hoa luôn. Vào đi Bát Tài ơi. Vào đi Hồng Thiện ơi. Rồi, đúng ở đây rồi, nhà đây rồi. Vâng. Rất vui khi được chào đón các bác. Các bác đã dẫn đường ra đây rồi. À xem nào. Đây để em xuống xem lui đít vào cho nó. Nhà bác có ao đây rồi. Có cá to không bác ơi? Ai cây sung này là ăn gỏi ngon này. Nào, rút đi. Vâng, vâng, nhà rộng rồi. Rồi, thẳng lái đi. Ồ, đinh lăng này cũng ngon ạ. Đinh lăng này ăn gỏi cá ngon lắm. Quê mà. Nói thế chứ nhà cháu gần đây đấy. Đây à, em được về Đồng Hương nhá, về Đồng Hương nhà em lắp dàn karaoke Phú Thọ dạo này mua rất nhiều rồi. À, dần dần là Phú Thọ sẽ phải mua rất là nhiều hơn tất cả mới được. Dạ. À, về quê Phú Thọ em rất là rộng lớn các bác nhá. Cây cảnh vườn lan hồ điệp. Tuyệt vời. Quá đẹp. Lan hồ điệp rất đẹp các bác nhá. Ai có nhu cầu thì về Phú Thọ lập nghiệp nhá. Như thế này là khá ổn rồi. Mai mốt 20 năm nữa cháu cũng về quê thôi. Nhà rất là rộng. À, cây gì mà cắt đi rồi bác nhỉ? À. Vâng. Bây giờ là lắp vào chỗ nào bác nhỉ? Các con cho lên trên kia được mọi cái là xong rồi sang đầu chú là xong. Vì bây giờ là con phải thiết kế cho nó vừa vào đấy. Nhưng chưa biết là cái loại như thế nào chưa. Nó như cái này luôn. Đúng rồi, đặt là vừa luôn. Vâng, bộ âm thanh ở suối gấm Cẩm Khê Phú Thọ của chúng em đã set up xong các bác nhé. Ở đây các bác cùng thưởng thức chúng em set up rất âm nổi âm thanh này nhé. Oh,
Loan là biết bọn cháu là bên trên YouTube đúng không nhỉ? Trên bác xem bọn cháu lâu chưa nhỉ? Xem cũng phải được đến năm đây rồi đấy. À, đấy. Mà cũng xem nhiều nghiên cứu. Thế hôm nay cháu đem bộ này về bác thấy ưng ý chưa? Hay là còn chỗ nào mà chưa ưng ý để bảo cháu cho chỉnh sửa thôi? Dạ. Cái mong muốn của mình rồi. Dạ. Nghĩa là đúng ý đúng giá là hợp lý hợp tình rồi đúng không ạ? Và... chưa hợp giá đâu, một tí nữa. Thế cái này là phải. Hôm 29 mày cho ta tí quà. À vâng, cháu quà là quà đem về tận đây. Tí nữa may là cần có khi cần ở đây ăn cơm. Đấy là quà của bác. Ôi trời, gia đình lại rất là vui vẻ. Vâng. Thế anh em công ty Hoàng Long này xin chân thành cảm ơn hai bác nhé. Xin chúc hai bác sức khỏe, hát hay nhá. Chúc anh tí cho làm ăn gặp nhiều may mắn nhá. Dạ. Con cháu anh em đã đỏ nơi là xin. Dạ vâng ạ, khác có ạ. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn hai bác rất nhiều. Mình xem qua cái Hoàng Long này rồi thì mình theo dõi cả rất nhiều những cái khách hàng nữa. Vâng. Thì mình thấy là những thông tin của khách hàng đều là những thông tin rất là để bán thử đi thì PM. Vâng. 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 Rất là tốt cho nên là mình cứ tập trung vào mua đấy. Vâng. Đảm bảo cho mọi người người ta dùng, người ta phát được, người ta đã sử dụng rồi. Vâng.